Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với cái bài số 30, đó là ngày và tháng. Chúng ta cùng tiếp tục với hoạt động số 3. Vậy thì nội dung cũng như yêu cầu của hoạt động số 3 như thế nào? Thì ngay sau đây mình và các bạn sẽ cùng vào nhé. Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi. Đây chính là tờ lịch ghi toàn bộ những cái có trong ví dụ như là thứ, ngày, tháng ở trong cái tờ lịch này. Câu hỏi như sau: tháng 1 có bao nhiêu ngày? Thì để biết bao nhiêu ngày, chúng ta cùng nhìn vào cái tờ lịch. Chúng ta thấy này, tháng 1 là đầu tiên vào ngày số 1 là ngày 1, và kết thúc cuối cùng là ngày 31, đúng không nào? Vậy là tháng 1 chúng ta thấy có 31 ngày. Tiếp theo, ngày Tết Dương Lịch mồng 1 này, tháng 1 là thứ mấy? Tết Dương Lịch mồng 1 tháng 1. Đây. Là vào mồng 1 tháng 1 đây, đây chính là Tết Dương Lịch. Tức là vào thứ mấy đây, chúng ta gióng lên vào thứ 7. Tiếp theo, ngày mùng 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy? Ngày mùng 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy? Các bạn nhìn nhá. Ở đây kết thúc tháng 1 là ngày thứ 31. Tiếp tục này, chúng ta điền đây là ngày mùng 1 này, mùng 2 này, mùng 3 vân vân. Tức là tiếp lại đến một tháng tiếp theo. Ngày thứ 31 là kết thúc tháng 1. Bắt đầu một tháng tiếp theo lại là ngày mùng 1. Chúng ta cùng gióng lên. Mùng 1 chính là thứ 3. Mùng 1 tháng 2 chính là thứ 3. Vậy là ở đây người ta đã hỏi là ngày mùng 1 tháng 2 cùng năm chính là thứ mấy? Thì chúng ta sẽ trả lời là mùng 1 tháng 2 cùng năm chính là thứ 3. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách xem ngày này, thứ này, trong một tháng. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó chính là giúp các bạn biết cách xem ngày, xem thứ và tính ngày thứ trong một tháng đó. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn nút like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.